Chào mừng tất cả mọi người đến với Hình Lang TV. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người hai món chay cũng khá là dễ làm á cả nhà. Đó là nấm đùi gà nè, mình sẽ xào thập cẩm, và tàu hủ ki mình sẽ cuộn rau củ nha mọi người, sốt dầu hào. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu thực hiện nha cả nhà. Cái nguyên liệu ở đây mình có nấm đùi gà nè, nấm hương, cái này lắm nấm hương tươi á mọi người, khoai lang, cà rốt, bắp, cải thìa, nấm kim châm, ớt, hạt sen, tàu hủ ki tươi. Mọi người không có cái loại này thì mọi người mua cái loại khô á, về mình ngâm nước nha. Và các gia vị chay cơ bản nha mọi người. Sẽ làm các nguyên liệu để sẵn hết rồi một lát mình sẽ chế biến, nó sẽ nhanh hơn á cả nhà. Cái nấm đùi gà này nè, mình sẽ bào thành lát. Bào xuống. Để mình cắt cái này trước ra. Ở đây bo rô mình sẽ sắc ra, giả dọc xuống. Cái này mình sẽ dùng để phi á mọi người, phi cho nó thơm á. Lấy cái dao nhỏ nhỏ cắt cho nó gọn. Ở đây khoai lang và cà rốt mình sẽ bào sợi ra. Một lát chúng ta sẽ xào nhanh và cuốn vô tàu hủ ki đó mọi người. Cái này là nhân tàu hủ ki nha. Còn một ít cà rốt. Làm không cần nhiều mọi người, mình làm ít thôi à. Và nấm hương nữa. Mình sẽ bỏ cái chân đi. Một lát mình sẽ xào ở bên kia. Sắp mưa nữa rồi. Đáng lẽ là mình định á là mỗi ngày sẽ ra một video, nhưng mà mưa quá mọi người, tháng này mưa dữ tợn quá, sợ quá, không làm được. Này xong cái phần nhân này thì mình có thêm hạt sen nữa nè cả nhà. Đây mọi người thích ăn bún tàu hủ thì thêm vào nha, nhưng mà mình thích ăn rau củ như vậy thôi, không thích ăn tàu hủ còn dễ ngán lắm. Mình sẽ cắt vào đây một ít đậu que nè, cho nó có cái màu xanh. Bây giờ ở bên đây nè, mình sẽ chế biến cái thập cẩm để mình xào chung với cái nấm á. Đây, sẽ cắt nhỏ cái này ra. Đây là nấm kim châm á mọi người. Ăn nó giòn, ngọt, nấu canh nào cũng ngon. Nhưng mà có đặc điểm là ăn không thích đâu, là nó hay dính răng á cả nhà. Đây. Và cải thảo á cả nhà. Mình sẽ cắt nhỏ ra luôn. Cắt nhỏ ra để làm gì thì một lát mọi người sẽ thấy nha. Ớt để xào đi. Mình sẽ xào chung với một ít bắp cho nó ngọt. Cái chỗ cái mình lót cái này nè, nó thấp á mọi người, cho nên là làm gì nó cũng khó. Nó không có thế để mình cắt. Đứng á thì làm gì nó cũng sẽ dễ hơn. Rồi. Và cải thìa thì mình sẽ để nguyên nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đi chế biến nha. Tàu hủ ki nè mọi người, mình sẽ cắt ra một miếng vuông vuông á để mình cuộn. Cái phần rìa vậy nè thì mình một lát mình sẽ xào. Và phi bơ rô lên nè.
mình sẽ cho cái nguyên liệu để cuốn á vào đây. Mình xào nhanh, xào không cần nước nha mọi người, xào bật lửa thật to, xào nhanh cho nó chín và mình sẽ cuốn lại. Bây giờ chúng ta sẽ cuốn nha mọi người. Ở đây mình sẽ lấy tàu hũ kỳ ra. Cái tàu hũ kỳ này nó cũng khá là mềm á mọi người, nên mình cần phải nhẹ tay một xíu. Mình sẽ cắt. Mình cắt cho nó vừa để mình cuốn lại vậy nè cả nhà. Này nó có cái rìa này là hơi dày á, mình sẽ bỏ cái đó đi. Một lát á mình cuốn lại mình sẽ bỏ. Giờ mình sẽ cho nhân vào. Thơm lắm cả nhà. Mình cuốn xong á, mình thấy nó bị dày á thì mình sẽ cắt bớt nha cả nhà. Để nó hơi nhai thì mỏi răng lắm. Đây. Mình buộc lại xong rồi mình sẽ bắt đầu mình cắt bớt cái đầu. Đây nè cả nhà. Để mình lựa cái chỗ này. Mình sẽ dùng cọng hành này nè mọi người. Hành này là hành mình mới vừa trụng á, sẽ cột lại. Mình sửa cho nó tròn tròn lại tí. Mình sẽ cắt bớt mấy cái phần dày này nè mọi người. Một lát cái phần dư này nè, mình đem đi mình xào. Sửa cho nó tròn lại nha. Đây mọi người, mình sẽ để vô đây, lát mình sẽ đi hấp. Cái này mọi người có thể đem chiên lại cũng ngon nữa nha. Chiên thì nó sẽ giòn hơn. Cái tàu hũ kỳ này á, nó sẽ cứng, nó sẽ phồng lên. Còn mình thì mềm, ăn mềm cho nên mình sẽ đem đi hấp. Không dám mạnh tay cả nhà, sợ nó đứt. Hy vọng không bung nha. Đây nè mọi người, đã xong rồi nè. Bây giờ mình sẽ đem qua bên đây mình hấp. Mình đã bắt sẵn cái nồi nước rồi nè. Nên mình không cần hấp lâu, tại nhưng đã chín rồi đó. Hấp tầm 5 phút là được hả mọi người. Cho cái tàu hũ kia ngoài nó nóng thôi. Đấy cả nhà thấy không, thơm lắm. Được rồi đó, bây giờ mình sẽ mang ra nha mọi người. Bây giờ mình sẽ làm một ít nước sốt dầu hào để mình rưới lên cái phần hấp đó, đó mọi người. Mình sẽ cho vào đây một ít dầu ăn. Chi thơm lên nè.
sẽ cho nước dùng giờ. Nước ở đây có mình cho một ít bột ngọt nè, đường và dầu hào, rồi mình sẽ làm cho nó vừa ăn. Các bạn có đôi nước mà được nước hầm rau củ á thì nó rất là ngon á, nước nấu canh á, nước hầm để nấu canh nấu cỡ chay rồi nó là ngon. Bây giờ mình sẽ xào thập cẩm, thì mình sẽ phi tôm cái này lên. Sau đó mình sẽ xào nấm trước nè mọi người. Đây là cái dĩa khác. Còn lại á, mình sẽ xào cải thìa mọi người. Hoàn thành hai món rồi đó mọi người. Bây giờ mình sẽ bày trí ra cái nấm này. Mình sẽ xếp vào chén như thế này. Mình xếp thành vòng tròn lại nha. Để một lát mình sẽ ụp ra dĩa cho nó đẹp nha mọi người. Cái này là mình để lá sen lên để một lát mình để cái món hấp đó cả nhà. Đâu hết rồi. Thì mọi người, sau khi đã sắp hình vòng tròn như thế này, này mình sẽ để nhân là mấy cái này nè vào giữa nha. Ém cho nó chặt xuống để một lát nó không bị tuột.
Rồi bây giờ mình sẽ đưa cho nó ra dĩa nha mọi người. Để canh sao cho nó ngay vòng tròn. May quá. Nè mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ xếp cái cải thìa lên và sau đó là mình sẽ chế cái nước sốt lên á. Bày cải thìa lên. Mình sẽ để cái lá nó cho nó gọn lại. Đây. Mọi người đãi ăn hay gì đó thì dùng bao tay nha, mình ở nhà mình nấu thì thôi, nhà ăn à, cho nên mọi người thông cảm, tại vì dùng bao tay rất là khó, khó nó khó làm lắm. Là mọi người xong cái phần này rồi. Ôi gió quá cả nhà, gió đùng đùng luôn á. Mình bỏ cái thỏi ớt đi nha. Bây giờ mình sẽ làm cái món kia nữa. Quá trời gió. Nói cái món này. Mọi người nghe gió không? Trời ơi, sợ. Sợ quá đi. Wow, bông cải này là bông cải xanh, ủa bông ở đúng rồi, bông cải xanh hồi nãy mình đã luộc á. Gió dữ thần luôn. Rồi bây giờ mình sẽ rưới cái nước sốt lên nữa là xong. Đây mọi người ơi, đã xong hai món. Đây là món xào thập cẩm nè. Cái này mọi người có kỹ tử, mọi người để lên cũng rất là đẹp luôn. Và bên đây là món hấp. Xin mời cả nhà nha. Rất là tuyệt vời. Những cái món này mọi người có thể đãi tiệc nè. Hoặc là mình làm một cái mâm cơm để cúng rất là đẹp. Và lịch sự nữa mọi người. Nhìn rất là hấp dẫn ha. Đây nè mọi người. Hôm nay mình chia sẻ tới đây thôi nha cả nhà. Chia sẻ tạm hai món để mọi người có nhu cầu cúng hay là đãi khách gì đó, hoặc là làm mâm cơm cúng ông bà trong những ngày chay này thì có để tham khảo hoặc là bổ sung vào thực đơn của mình. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi và nhớ like, subscribe, chia sẻ để ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Chào tạm biệt.